Máy cho anh chị về xài mấy cái dòng bền bền không nha. Đây cái dòng bền bóc lâu hư anh chị, hàng hệ anh chị, Kawasaki TGX. TGX là cái dòng chế ga ngang nha anh chị, zin của nó là chế ga ngang luôn á, không phải là em lên nha. TG 25 24 là không phải chế ra ngang nha anh chị. Dòng này dòng hệ anh chị. Ở sau để 24 mà trước để 23. Đó. Cái dòng mà TGX này nè anh chị. Là cái lỗ nào cái nòng á, bốn ốc nòng á, nòng là nó bốn ốc nha anh chị, bốn ốc chân nòng. Giờ nó gõ lên cho nó không gõ mờ câm coi. Đem lên tay em chỉ cho nó sẵn gõ lên. Đó. Đó anh chị nhìn thấy không? Bốn ốc chân nòng thấy không? Máy này zin hết nha anh chị, em không có xịt keo bóng đâu nha. Em rửa dầu á, không xịt keo bóng đâu. Zin á. Xịt nó không có dính đâu anh chị ơi. Xịt là phải xả nhám đồ đầy đủ nó mới dính. Chứ anh chị xịt không là nó đâu có dính đâu. Cái bô e Itake luôn anh chị. Cái dòng máy này là nó có đóng mít in da băng nha anh chị. Em tiễn mấy máy vip vip cho anh chị. Gọn nhẹ. Bóc mất in da băng. Con này như nòng 32. Em chưa gỡ ra nữa mà chắc 32 anh chị. Máy zin là ga Z. CG240 Isaki. Nó cái dòng hãng mà nó bán bản quyền, mấy thằng này nó mua bản quyền anh chị. Bởi mấy thằng Isaki này bởi máy nó bền ghê. Trước em làm có mấy cái dòng mà Komatsu mà đời mới anh chị, thứ GUB á, màu xanh thì để GUB, màu đỏ thì để Vinquat đó, mà màu xanh thì đóng Isaki á, bền ghê nè anh chị. Cái láp này nó bị móp nha anh chị, nhưng mà không ăn thua gì nha, móp thôi chứ không cong nha anh chị, không cong nha cho anh chị xem nè, không có cong nha. Đầu bò chống quấn cỏ 100% luôn anh chị, có chén chống mài mòn luôn nè anh chị. Xài dao thì gỡ cái chén ở dưới bự ra bỏ nha, nó có hai chén nè, để chừa chén trên chén này lại là xài dây nha, còn xài dao là để nguyên cái này lại nè. Đó. Cái này là em vô mỡ bò hết rồi nghe anh chị, em bán máy là em bao chuẩn hết đầu bò, từ đầu bò tới đoạn tâm hết. Cái dòng này là tâm nhôm nha anh chị, tâm nhôm thì anh chị xài là khỏi sợ hư bực đạn, khỏi sợ cháy tâm. Tâm nhựa thì nó cháy thì anh chị, nếu mà nó cháy quéo cái tâm thì dục cái tâm thì mua tâm khác thôi. Đó. Tâm nhôm thì xài thiên thu dính cũ 10 năm 20 năm thì nó hư cái tâm thì thay bật đạn cái xong. Hư bật đạn thay bật đạn chứ không phải hư tâm nha. Nó lộn á, nó hồi nó bậy bạ luôn. Đó. Rồi. Máy này công tắc ở đây nha anh chị. Bình xăng lớn zin cái gì cũng zin hết toàn bộ nha anh chị. Có ống xăng không zin, ống xăng thay mà sao, thay ống xăng Thái á, chứ không phải ống xăng thường nha anh chị. Nắp Itake này zin luôn, máy bên em lúc nào cũng có miếng mốt. Tổng quan của máy đây, quá đẹp, zin hết. Đó. Tắt nằm đây anh chị, cái le nằm đây. Có khi em quay em quên nói cái le anh chị thông cảm giùm nha. Mà khi nhiều lúc em đóng em cũng quên hoài, coi cái nào đóng nào mở. Để chút em nhớ, à đây là xuống đóng. Rồi, con này là zin của nó chế ga ngang luôn nha anh chị, xài rất là sướng luôn. Rồi, à, quên không? Máy bên em là tặng đầy đủ phụ kiện nên chị, 5 món.
một cái chân cỏ bản lớn, một cái dây đeo bản lớn đeo cho đỡ đau dài, một cái bách cước chống đứt dây, một cái tiếp bugi, một cái lục giác. Đó, cái lục giác đó là cái lục giác Nhật anh chị, em để hình vậy thôi chứ em tặng cái mới nha. Còn anh chị nào biết xài thì muốn cây cũ thì em tặng cây cũ, nhưng mà cây cũ nó xét xét nha, nhưng mà xài tới 10 năm chưa hư đâu, dặn nó không hơi bị quát anh chị. Đó rồi, thôi để em test máy cho anh chị xem nha. Em tặng là tặng đồ tốt chứ không có tặng đồ ấy đâu nha anh chị, không có tặng mấy cái đồ mà bát cước thường để đứt dây này kia đâu. Bách cước thường em nhiều lắm, em không có tặng đâu. Đây mới đây quên rồi nè, xuống đây đóng lè nè, công tắc bật lên quên hoài à. Đó, qua ngày thì chị cứ máy đây lâu có nhích nhẹ miếng ga thôi, em quay ga cho tao nhích xíu thôi nó, chứ không phải lên hết ga nha. Mà anh chị lên ga lớn đó, càng lớn thì nó càng dễ chạy. Mà máy nào mà nó thường thường máy mắc hơi anh chị cũng mới nên lên ga là vậy đó. Còn khỏi như mấy cái máy em là khỏi cũng được đó, nhích miếng thì nó nè khỏi luôn cũng được, nhích thì nó dễ dài chạy hơn xíu. Đó, anh chị bóp vú xong được giật liền, kéo hai ba cái lấy hơi nè. Đó, dòng này chạy xuống lắm chị ơi, bền bốc mà dễ xài nữa. Đó, chế ra ngang. Đem cho anh chị xem nha, ngại giật lắm, đem quay hết cái tay em luôn, chị kỹ thôi, đâu quay hết tay được hết đâu. Để điện thoại nó hơi rung rung, tại nãy có mấy người đang hỏi em đang quay, có mấy người đang hỏi em mới chỉ cho người ta cách chỉnh máy này kia. Anh chị xem nhớ cho em like nha, em quên vụ này hoài. Thấy người máy không mua cũng được anh chị ơi, cho em like làm vui rồi. Nè, coi nè. Cầm tiền mua con Mitsubishi TL sao chạy qua con này được, nó chỉ chạy được ngang hàng với con này là hết lóc, em nghĩ là không qua được, thua con này, tại em còn con dục giống rồi, người ta hỏi em không bán luôn, hỏi mà hỏi mạnh không, em nói trời đâu mạnh đâu, yếu xìu, nó con đó là chạy không lại con này anh chị, nó là cỡ 8-10 với con này thôi, mà con đó anh chị mua xe chạy ra rồi. Nếu mà còn có anh chị mua bài nhất á, nếu mà ở chổng em còn con là nó 261 á, 261 lửa lớn anh chị, bèo cũng phải 2.5-2.4 triệu. Như con này có 1.000.000 về xài xuống chết đó, con này em bán 1.8 triệu nha anh chị. Những cái máy em bán là em bao anh chị xem nồng nha, xem nồng bích tông chứ không phải bán mù nha anh chị, không phải bán thí đại đâu, bán phải chất cứu đó. 1.8 triệu, anh chị không lấy phụ kiện thì trừ ra 150, 5 món đó, trừ 150 đó, em bao ship nha, 1.8 triệu, máy zin hết từ A đến Z, cái nắp Itake zin hết luôn, tay lái ghi đông gì rồi zin hết, anh chị nhìn thấy tay lái đẹp không? Rồi, máy bên em bán là bao từ bạc đạn tâm tới bạc đạn đầu bò, nhông đầu bò, không bao giờ bị gì nha anh chị, chứ không phải bán đầu hư nha, bán về là không có sửa lại anh chị, vậy cho ta xài với dân ta đâu biết xài đâu, về đi sửa đi ra mấy ông thợ kia cũng chém nữa.
Rồi, chịu 8. Bao ship. Rồi, thôi em chào.